Chào các bác, hôm nay Micro Audio sẽ giới thiệu với các bác hai sản phẩm vang số liền cơ. Bên dưới là model K588, vang số liền cơ về phần cơ bên dưới, chỉnh bằng vít. Và phần con bên trên là KH9000, sử dụng phần cơ bằng phần gần gạt, 5 gần gạt. Và 3 mic, bên hàng dưới cũng 3 mic. Và về phần chỉnh 4 chiếc áp, bên dưới cũng 4 chiếc áp, thông số như nhau. Về phần bên trong thì là dùng nguồn xuyến, cả hai đều như vậy. Bây giờ em sẽ thử về phần tiếng nhạc của vang bên dưới cho các bác em. K588, tiếng lọc nhạc của vang số đấy ạ. Hôm anh đi, mình với mình vừa quen, tình như chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước em xuôi giữa đó. Là về phần lọc nhạc rất là tốt, rất là trong. Bây giờ về thứ hai là về phần mic. Alo, 1 2 3 4 5 6 5 6. Hôm ấy anh đi, mình với mình vừa quen, tình chúng mình chưa thành tên, đôi ta thành bên mộng, tình yêu như tờ giấy trắng. Vang nhại rất là hay, mic cũng rất là đanh như là âm đi. Bây giờ em sẽ thử đến con KH9000. Và đầu tiên em sẽ thử về phần nhạc trước. Nụ hoa yêu vừa hé thì xin vương tình mình anh nhé, sống cho kỷ niệm quá khứ tuy hoa màu, tương lai mình gần nhau. Vâng, rất là ok. Về thứ hai là về phần mic. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ mưa ngâu, đôi ta tình tán vỡ. Vâng, đó là về phần mic và nhạc. Và em sẽ thử cho nghe tiếng lọc nhạc của KH9000 và em sẽ tắt con K588. Biển cương không mây, xanh màu làn sương, nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng. Ngày mai đến bâng khuâng, giờ vui nếp tình nhân, đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen. Anh biết khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng, nhịp cảnh thay bằng tiếng súng, nửa trăng nhìn đồi trách bóng như xe hoang vô núi rừng. Đời chính nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối, ngày mai chém đất.
Vâng, chào các bác. Hẹn các bác vào các sản phẩm sau.